Hello, hello cả nhà. Huê rất là vui mừng và rất là phấn khích và muốn chia sẻ với các bạn ngay là ba điều mà mình rất là tâm đắc và cảm thấy rất là vui là mình tìm ra một dòng sản phẩm sinh học đáp ứng với mọi môi trường, mọi khí hậu như là quá nóng hoặc quá lạnh, làm cho làn da của mình căng thẳng mệt mỏi, và công thức mới này có thể giúp cho mình đem lại cho mình một làn da mịn màng, tươi mới trở lại và giúp cho mình trẻ trung và gây làn da của mình xỉn màu và nhăn, những cái nếp nhăn nhẹ đã được hoàn toàn hồi phục chỉ trong một thời gian rất là ngắn, đặc biệt là chỉ trong một lần sử dụng mình đã cảm nhận được cái sự khác biệt rồi. Cho nên là Huê rất là phấn khích vì trước đây mình dùng rất là nhiều sản phẩm mà những cái sản phẩm đó nó chưa có sản phẩm nào nó đem lại cho mình một cái lợi ích tuyệt vời như vậy với một cái giá mềm như vậy. Đây là một cái công thức mới nhất, tiên tiến nhất mà công ty sẽ tung ra thị trường vào năm 2021. Mà sản phẩm này chỉ có một số nhà lãnh đạo phân phối họ mới trải nghiệm trước, và mình rất là may mắn mình được trải nghiệm trước, cho nên là mình rất là phấn khích muốn chia sẻ với các bạn có thể trải nghiệm cái dòng sản phẩm tuyệt vời này để giúp cho bạn có đem lại cho bạn một làn da tươi mới hơn. Bạn đã đẹp, bạn sẽ đẹp hơn. Nếu mà bạn làn da của bạn không được đẹp như mình thì bạn cũng sẽ được cải thiện. Cho nên mình rất là vui muốn chia sẻ với bạn điều này. Điều thứ hai là sắp tới là công ty sẽ bán một cái sản phẩm dùng thử cho mình với cái dòng công thức mới này với một cái lượng rất là giới hạn và giá rất là mềm, vô cùng mềm, và cái sản phẩm chất lượng rất là cao và một lượng tương đối để cho mình dùng thử. Cho nên đây là một điều tuyệt vời để cho mình chọn làm quà Giáng sinh cho những người thương yêu của mình để họ cũng có thể trải nghiệm và thể hiện lòng yêu thương của mình đến họ một cách chân thành nhất, chân thực nhất. Là trong thời điểm dịch bệnh như vậy thì mỗi ngày họ đối mặt với ánh đèn và những cái thiết bị điện tử, ánh sáng xanh sẽ làm tổn hại đến làn da của họ, nhiều khi họ mệt mỏi, thì mình có thể quan tâm đến họ và đem những cái dòng sản phẩm này đến cho họ để họ tiêu dùng, để họ cảm thấy mình rất là chu đáo và rất là yêu thương họ. Đây là một cái món quà Giáng sinh là tuyệt vời nhất, cho nên là mình đã chọn cái này dùng làm quà Giáng sinh cho những người thân yêu của mình. Điều thứ ba, đây là cái điều mà tuyệt vời nhất để bạn khởi nghiệp kinh doanh ngay lúc này, chỉ bằng một cái việc rất là đơn giản là cùng nhau đặt hàng dòng sản phẩm dùng thử với dòng sản phẩm tuyệt vời như vậy, với giá rất rất là mềm, cực kỳ mềm và lợi ích vô cùng to lớn, và người ta rất là yêu thích và người ta sẽ không thể dừng lại được, tại vì đây là sản phẩm đáp ứng một cái nhu cầu rất là thiết thực trong thời điểm dịch bệnh mà mọi người cần phải ngồi dưới ánh đèn, ngồi trước màn hình vi tính, và ánh sáng xanh sẽ làm tổn hại đến họ, làm cho họ mệt mỏi, căng thẳng, và sản phẩm của mình có thể đem lại cho họ một làn da mịn màng tươi sáng trở lại và giúp cho họ chống lại sự căng thẳng. Cho nên đây là sản phẩm có thể đáp ứng nhu cầu rất là lớn ở ngoài kia trên toàn thế giới. Cho nên đây là một cái dịp để cho mình tận dụng cái cơ hội này để cho những người xung quanh mình họ trải nghiệm cái dòng sản phẩm tuyệt vời này. Mình rủ những người bạn ở xung quanh mình đặt hàng chung với mình, hoặc là mình mời họ ở khắp nơi mà mình quen biết, chỉ qua một đường link mình gửi cho họ thì họ có thể đặt hàng được liền. Cho nên bạn hãy tận dụng cái cơ hội này để bạn phát triển kinh doanh, một cái kinh doanh trên toàn cầu với dòng sản phẩm rất là tuyệt vời. Bạn sẽ có được những cái khách hàng dùng thử trong lễ Giáng sinh, sau đó họ dùng thử và họ rất là yêu thích thì họ sẽ hỏi bạn mua ở đâu, thì bạn sẽ hướng dẫn họ mua như cách bạn đã làm, mua trực tiếp từ công ty, và họ sẽ dùng liên tục từ tháng này qua tháng nọ. Thì qua đó, ví dụ bạn có được 30 người họ trải nghiệm cái dòng sản phẩm này thì bạn sẽ có khoảng 30 người dùng tiếp trong những cái tháng tới, thì bạn sẽ có những khách hàng trung thành, 30 khách hàng trung thành, thì từ đó và mỗi tháng bạn sẽ có một cái dòng thu nhập thụ động giúp cho bạn ngày càng phát triển sản phẩm này. Những người yêu thích giống như mình dùng xong mình rất là ưa thích, mình sẽ chia sẻ cho những người xung quanh của mình, thì từ đó hệ thống kinh doanh của mình sẽ phát triển ở 55 quốc gia, vì sắp tới những cái sản phẩm này sẽ được tung ra ở 55 quốc gia, thì bạn sẽ có nguồn thu nhập từ 55 quốc gia đó một cách thụ động. Cho nên bạn hãy tận dụng cơ hội này để phát triển của kinh doanh nó dễ dàng, chưa bao giờ có được cái sự dễ dàng như bây giờ, và cái sản phẩm nó tuyệt vời như vậy, sản phẩm giá trị rất là cao, lợi ích rất là cao mà mọi người đều yêu thích, mọi người đều có nhu cầu, và với một cái giá rất rất là mềm, mọi người đều có thể
tiêu dùng. Vì vậy, mình tận dụng cái cơ hội này để mình phát triển một cái kinh doanh ở khắp nơi, chỉ bằng gửi bằng những cái đường link chia sẻ cho họ bằng một cái app. Sản phẩm này là được thiết kế cho những cái giới trẻ như phù hợp cho mọi đối tượng. Cho nên đây là một điều rất là tuyệt vời.